Sở Y tế Đà Nẵng vừa ban hành công văn về việc hướng dẫn người dân ra vào thành phố trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, đối với người vào thành phố cần thực hiện 3 bước như sau. Bước 1. Chuẩn bị giấy tờ chứng minh vào thành phố vì lý do công vụ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, làm việc ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, được phép hoạt động theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố, những trường hợp cần can thiệp y tế. Bước 2. Tại chốt kiểm soát dịch liên ngành cửa ngõ ra vào thành phố, vào sân bay, bến cảng, bến xe, người dân phải khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Bước 3. Áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 đối với những người tiêm đủ liều vaccine hoặc là đã khỏi bệnh COVID-19 đến hoặc là về từ các địa phương, khu vực có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15, chỉ thị số 16 đang phong tỏa hoặc có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao trên cả nước thì thực hiện cách ly tại nhà nơi cư trú đủ 14 ngày. Đồng thời thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR lần 1 ngay khi bắt đầu cách ly, lần 2 vào ngày thứ 4, lần 3 vào ngày thứ 7 và lần thứ 4 vào ngày thứ 14. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.